rồi cứ vô đông quá rồi một ở ngoài để xem chút nữa đọc phim. Đây, chỗ này hả? Ừ. Thầy, bệnh nhân nam 63 tuổi nhập viện vì đau bụng. Bệnh sử 3 ngày, bệnh nhân đau quặn hạ sườn phải, quặn cơ mà không lan, không được thấy nhập đau. Tới chiều thì bệnh nhân có sốt lạnh. Đó. Rồi, trên đoạn đi. Em trình bày tiếp đi. Tới chiều thì bệnh nhân có sốt lạnh và cái cơn đau quặn nó chuyển thành đau quặn trên nền âm ỉ. Bệnh kéo dài 2 ngày thì bệnh nhân tới khám ở bệnh viện Nghệ Tĩnh và được chuyển vào 115. Trong số quá trình bệnh lý thì bệnh nhân không nôn, không ngứa, không vàng da. Nước tiểu thì cô đặc, tiểu ít và nó hơi sọc. Tiêu phân không bạch màu. Tiền căn thì bệnh nhân có một cái mổ thủng dạ dày cách đây 30 năm. Không có, chưa ghi nhận bệnh lý gan hoặc là chưa ghi nhận bệnh lý viêm gan hoặc là chuyển máu trước đó. Chưa ghi nhận các bệnh, các tình trạng đau tương tự trước đây. Và bệnh nhân có hút thuốc nhiều từ năm 17 tuổi cho đến năm 60 tuổi và mỗi ngày một chỗ uống rượu thì ít. Hiện tại chứ còn hút thuốc không? Dạ không. Dạ, khám thì bệnh nhân có sinh hiệu là lúc nhập viện là có sốt 39 độ C nhưng tới hiện tại thì hết sốt rồi. Da niêm, da và mắt thì vàng không rõ. Khám thì khám bụng thì có không có các dấu của như là sao mặt hoặc là tay son hay là ngón tay dùi trâu. Khám bụng thì sờ được một khối ở dưới hạ sườn phải, kích thước khoảng nông, kích thước khoảng 3x4 cm, di động theo nhịp thở bờ không rõ và mật độ là mềm và căng. Khối đó là cái gì? Dạ, theo em nghĩ là một khối đám khoắn của túi mật. Tại sao là không phải túi mật mà là đóng vánh của túi mật? Dạ, thầy, tại cái bờ của nó không có trơn láng như túi mật và nó không có tạo thành cái hình quả lê rõ. Nhìn ở mật độ thì sao? Mật độ nó là mềm và căng. Mềm căng hay là túi mật? Dạ, nhưng mà chỉ có một khúc ở dưới, còn cái xung quanh thì nó không có rõ. Với lại không có lắp được tay nếu mà với cái khối đó. Chắc nếu gọi là đóng quánh thì nó phải chắc. Nó khác với đặc điểm của túi mật là căng. Rồi. Còn và gì thứ hai nữa là gì nữa là kém di động khi theo nhịp thở. Đúng như túi mật nó trơn láng thì nó sẽ chạy lên chạy xuống khi mình hít thở. Còn nếu nó thành một cái khối đóng quánh nó dính với các tạng xung quanh thì nó sẽ không di động được. Nha. Nên là có di động không? Khối đó có di động không? Thầy có một cái vết mổ cũ khoảng 6 cm. Rồi đặt vấn đề thôi xem còn gì nữa không? Dạ không. Dạ là vấn đề của em là bệnh nhân em 63 tuổi, có đau hạ sườn phải, kiểm sốt lạnh luôn, đau quặn hạ sườn phải, kiểm sốt lạnh luôn, sờ được một khối ở dưới hạ sườn phải. Rồi gì nữa? Dạ còn cái tắc mật của nó. Có chắc chắn là có tắc mật không? Dạ không rõ. Không rõ. Đặt vấn đề thôi. Này gọi là tóm tắt bệnh án. Yeah. Còn đặt vấn đề nó sẽ gọn hơn nữa, rút gọn hơn nữa. Dạ. Bệnh nhân nam 63 tuổi. Rồi thì căn mổ rất căn mổ thủng dạ dày. Thủng dạ dày, chỉ khâu lỗ thủng thôi hay cắt dạ dày hay không? Dạ, có khâu lỗ thủng, cắt cái phần vết và không lỗ. Dạ, nó đau hạ sườn phải quặn cơ kèm với sốt. Và khám thì có ấn đau hạ sườn phải và sờ được một khối. Sao đang cứ tóm tắt bệnh án hoài vậy ta? Nam 63 tuổi, tiền căn khâu lỗ thủng dạ dày cách đây mấy chục năm gì đấy, giờ có cơn đau quặn mật, đúng chưa? Có sốt, giờ có một cái khối nghĩ là khối đóng quánh của túi mật ở dưới sườn bên phải, đúng chưa? Thì kết luận là được rồi, chứ còn nên cứ lặp đi lặp lại cái tóm tắt, rồi chẳng đoán là gì? Sơ bộ của em là viêm túi mật cấp, biến chứng đám quánh. Phân biệt với là một cái áp xe gan hoặc là nang gan nhiễm trùng gây đám biến chứng đám quánh. Tại sao nghĩ là áp xe gan? Tại sao nghĩ là sốt và đau hạ sườn phải và sợ thì có một thấy một khối nông cũng nó cũng nó tính chất của nó cũng tương tự như là mà không có lắc được tay dưới quả sườn thì nó cũng có đi động ít nhịp thở. Rồi đồng ý, nó nang gan nhiễm trùng với cái áp xe gan hay cả cái ca gan nữa. Ca gan mà nó hoại tử thì cũng có những triệu chứng tương tự,
sợi đựng khối, đúng chưa? Khối này là khối túi mật không điển hình chứ gì, đúng chưa? Khối đóng vánh túi mật thì gọi là đóng vánh thì có thể chẩn đoán phân biệt với nhiều cái bệnh lý ở khác ở cái vùng dưới đó. Còn gì nữa không? Không bằng rõ. Mà nước tiểu thì có kết quả cho nó hình ảnh đây không? Rồi ra ngoài xem. Giờ mới đi lấy. Lần sau là phải chuẩn bị cho đàn cho ngay lúc này luôn nha, chứ đâu có thời gian chờ như thế này. Rồi có gì thắc mắc không? Bạn mình trình có gì thắc mắc không? Sáu. Có gì bàn luận không về mặt chẩn đoán? BDG là gì? Vì đọc lại sách đang phim rồi. Đứng đây nè. Này cũng giỏi đó. Tương đương với thằng này. Cái cách dọc thì thấy được hình ảnh tướng mặt nó hòa qua bờ dưới của em. Là xung quanh thì có một vài cấu trúc, em không rõ em đánh giá cái này là một cái mạch nối nó bắn. Rồi, mạch nối viêm, nó xung quanh có phản ứng viêm. Mở xung quanh nó bị thâm nhiễm. Gọi là thâm nhiễm mở đi thì nó hay hơn. Đúng chưa? Cái bút chỉ ở đây. Dạ thầy, trên phi cảnh quan thì thấy được có hình ảnh giãn đường mạch nhẹ trong gan. Đâu giãn đâu? Dạ, to hơn chút. Chưa chắc. Nhẹ không? Không. Bác sĩ CT có đọc có giãn đường mạch không? Dạ, có hả? Đường mạch đâu chỉ những đường mạch khác trong gan thứ sao vậy? Đây phải không? Dạ. Nằm cận lưng cận mạch máu nè. Cái trắng là mạch máu, cái đen là đường mật. Dạ. Rồi gì nữa? Dạ, thầy là túi mật cao to thâm, mỡ xung quanh thì bị viêm và thành túi mật dày. Mỡ xung quanh đâu, đó nó nằm trong gan mà mỡ xung quanh gì? Nó phải nằm đây nè mới là mỡ xung quanh nè. Nó nằm ở ngoài mới là có mạch nối, rồi mạch nối lớn nó bao xung quanh chứ. Còn phần này nó nằm trong gan. Thành túi mật dày. Đâu, cái thành túi mật đâu? Đâu chỉ giới hạn thành túi mật xem coi. Dạ, từ đây tới đây. Okay. Lấy cái viết chỉ. Ừ, dạ. Đầu cái viết đâu chấm vô hai cái điểm điểm trong điểm ngoài tôi xem coi. Trong đâu? Có phải. Còn vậy hơn nữa đây còn dạ. Chưa. Rồi. Có thấy sỏi trong túi mật. Sỏi túi mật mà có sỏi kẹt ở phễu không? Dạ, không thấy. Vậy sao kết luận là viêm túi mật cấp do sỏi? Đồng ý là có đóng vánh nha, bạn xem cái hình này là rất hay nè, đây nè, thấy chưa, túi mật thành nó dày lên, mở xung quanh là nó bị thâm nhiễm nên nó màu trắng nè ha. Còn những cái đen là hơi trong ống tiêu hóa xung quanh là đại tràng gì đấy, đồng ý không? Có dịch không? Có dịch ở cái vùng lân cận không? Vùng cùng đồ Morrison, chỉ cùng đồ Morrison xem vậy. Là cái ngách giữa gan và thận bên phải đấy. Đúng là phải cắt như thế này thì mới thấy cùng đòn, thật ra này cũng đó, cái khe có dịch không? Dạ, không có dịch. Dịch đấy, mờ đen mờ là dịch đấy. Cái này. Cái đường đen mờ là cái lớp dịch. Nè, dịch nè.
Rồi đồng ý đóng bánh tu mật. Nha. Đường mật trong gen, nếu được ống mật chủ không giãn, không ghi nhận sỏi. Tại sao không giãn? To như thế mà lại không giãn? Trên 1 cm chưa? Khoảng 1. Chưa, 1 cm chưa? Chưa. Nhưng mà 8 ly là coi như đã giãn rồi. Đồng ý không? Rồi gì nữa? Dạ, tùy. Tùy không ghi nhận cho thuốc phim của tùy. Và gì nữa? Chân lạc. Rồi gì nữa? Có nàng, nàng thật. Rồi, năng thận bên trái. Gì nữa? Hết chưa? Chứ cái này là cái gì? Mạch máu hay là sỏi? Mạch máu. Mạch máu. Phải thấy cái bằng chứng của sỏi nó kẹt ở cái đoạn phễu thì mới yên tâm cái lượng là viên tú mật cấp cho sỏi. Cái viên sỏi này nó nằm ở đây đâu phải, nó đâu có kẹt đâu. Đâu tìm viên sỏi đó xem coi. Lấy cái hình không cảnh quan tìm mới dễ hơn. Cái này là bác sĩ CT nói là mạch máu hay là sỏi? Dạ, bác sĩ CT không nói nhưng không mà không có kết hợp là có sỏi đúng không ạ? Không, trong đâu? Trong có mật chủ hả? Dạ. Rồi, cận lâm sàng có gì? Thầy là có bạch cầu 12.080%. Ừ. Bên gan trong cái là bình thường. Bilirubin thì không có lại. Ừ. Siêu âm cũng siêu âm là nang thận trái, túi mật thành dày 4 mm, vài sọt 16 mm, có bùn mật, người có viên túi mật cấp. Thì cuối cùng kết luận là gì? Dạ, em kết luận là một cái tháp đám quăng túi mật. Ừ. Có sỏi không? Dạ, có do sỏi chắc không? Em nghĩ là không có sỏi kẹt đi. Chắc là có sỏi đấy, tại vì có một cái viên nằm ở đấy thì chắc chắn là sẽ có một cái viên nào đấy nó nằm ở vùng kẹt ở vùng cổ. Không chưa, là hướng xử trí thì sao? Thưa thầy là bệnh nhân vô nhập khởi phát bệnh đã hơn 1 tuần. Ừ. Bệnh nhân trên 60 tuổi. Bây giờ vậy, thầy đã nói rồi đấy, mổ mổ cấp cứu. Nha, thứ hai mổ mổ trì hoãn. Dạ. Thứ ba nữa là bốn cái. Mổ cấp cứu khẩn, mổ cấp cứu trì hoãn. Nha, mổ trì hoãn và mổ nguội. Trường hợp này là mổ nào? Dạ, thưa thầy, em chọn là một chương trình. Ừ, một chương trình. Lý do? Dạ, thưa thầy, thì hiện tại thì cái tình trạng của bệnh nhân là đáp ứng với điều trị rồi. Ừ. Có tình trạng là nhiễm trùng cấp. Mỗi chương trình là trong cái lần nhập viện này hay là cho bệnh nhân về rồi dạ, quay trở lại? Em nghĩ là nên mổ trong lần này để nhân đỡ tốn kém. Có khả năng cái trong túi mật nó vẫn còn sỏi, có khả năng nó kẹt tiếp và nó gây viêm nhiễm nhiều hơn. Ừ, nhưng mà mổ trên cái đóng quánh túi mật đấy có về mặt kỹ thuật đó là một thách thức của nhà ngoại khoa đây, đúng chưa? Rồi bây giờ bạn thấy cái đám quánh ruột thừa có ai mổ không? Không, đúng chưa? Cho nên trường hợp này thì chỉ có hai khả năng thôi, mổ đợi nó hết hẳn hết hoàn toàn cái phản ứng viêm rồi mổ, hoặc là cho bệnh nhân về quay trở lại thuốc mật trở lại bình thường rồi mổ. Nha, vậy thì một là mổ nguội, thứ hai nữa là mổ chương trình. Hay nhắc lại thầy, một cấp cứu nè, mổ trì hoãn, cấp cứu trì hoãn, chương trình và mổ nguội nha. Ba cái cấp cứu trì hoãn, chương trình là trong cái lần nhập viện này luôn, còn mổ nguội cho bệnh nhân về là hẹn bệnh nhân quay trở lại, đúng chưa? Rồi mổ chương trình và mổ nguội thì mổ trong cái trạng thái túi mật nó bình thường, còn mổ cấp cứu trì hoãn là mổ trong cái trạng thái túi mật nó còn đang diễn tiến viêm, đúng chưa? Nhưng mà cấp cứu thì nó đang kẹt, mà trì hoãn thì nó đã hết kẹt rồi, hiểu không? Hiểu rồi ha. Thì nếu mà viêm túi mật cấp thì lại cấp cứu có trì hoãn, nghĩa là túi mật nó đã hết kẹt và cái quá trình viêm nó đã thối, đang thối thối lui ha, chứ ít ai đợi đến trở lại bình thường rồi mới mổ, và cũng ít ai cũng hẹn cho bệnh nhân quay trở lại để mổ nguội. Nhưng trường hợp này đóng quánh lại khác, ta phải cân nhắc xem cái đóng quánh đó có can thiệp vô được không. Thì khi vô không được túi mật mà lại làm lũng những cái tạng xung quanh. Đấy, cho nên là nếu đã nó đã bảo vệ như thế rồi, nó giai đoạn nó đã nghĩa là cái cơ chế đề kháng cơ thể nó đã thắng rồi, thì chúng ta sẽ theo dõi, chúng ta sẽ được mổ chương trình và là mổ nguội. Mà coi chừng là nó diễn tiến đến cái gì. Đúng rồi, đóng quánh nó, nếu mà nó không thắng nổi anh kia thì nó thành cái áp xe, một cái ổ mũ trong đấy.
thì làm sao chẩn đoán phân biệt với cái đóng quánh túi mật và cái áp xe túi mật? Dạ, thường khi áp xe túi mật cái triệu chứng của nó có đau và nhiễm trùng nhiều hơn. Cái bệnh cảnh lâm sàng sẽ diễn xấu hơn. Đó, đồng ý. Y sáu có ý kiến gì không? Này giỏi đấy nha. Rồi đó, A cộng.